Ok, xin chào tất cả anh em đã trở lại với kênh Khải anh em ơi. Lần này thì hôm nay thì Khải và Nhật cũng hai anh em khá may mắn, gồm được sứ mệnh của Ngọc Bội Lăng Nhạc này mà. Đó. Rồi bây giờ thì bắt đầu là đi ép được nhiêu cho nhiêu. Đó là may mắn hả? Được nhiêu cho nhiêu. Giờ không biết sao mà ra ba càng đẹp. May mắn này, may mắn các kiểu cho em này. Đó. Đó. Cánh may mắn đầy đấu. Cố lên, có khi anh ép giùm á, nó mát lắm, ép cho anh này như cái quần luôn. Xưa giờ tính Khải này không biết rồi, xưa giờ Khải ép cho Khải á là toàn hàng min, mà đi ép giùm là toàn mát. Hay vậy. À vô này. Vô, đã Nhật thấy không Nhật? Đó. Ta có đủ mạnh trang bị rồi, chờ ông hợp thành nè. Một nè. Hai nè. Ba nè. 4 nè. 5 nè. Rồi 6 nè. Ok chưa? Khui nha. 1 2 3 4 5 6. Hàng về, hàng về. Đó. Lô lô lô, nhiêu đây, nhiêu đây. Hàng về, hàng về. Khui khui. Chào đầu tiên. Đầu tiên điệu cực 1 cấp chưa? Mà thầy số 1, số 3 lên số 1 là ngon rồi. Đậu xanh đèn quá Nhật rồi, không sao. Okay. À, ra kiểu này. Quá đèn rồi anh em ạ. Đâu, má 1, 3, 3, 1, 1 ngon rồi anh em. 3, 1, 1 là đèn. Đúng rồi, má chủ yếu có 9x như này. Nó ra 9x có 1 cấp. Không sao, có nhiều cho nhiều đi. Đó. Cố gắng em còn cái rác nữa không? Đâu, hai cái u lung đó. Hai cái u lung á. Đâu, hai cái u lung giờ thành quý cái không online hơi bị căng nha. Hay là đợi anh ép cái này đi. Anh gửi em thêm một rác nữa. Rồi, bắt đây. Hiện tại xét định quốc thì anh cũng có một set. Anh cũng có một set mà set anh nó cũng cùi lắm. Thứ nhiên là mang. Còn em hỏi vũ đỡ là có set vũ đỡ có đẹp không? Dạo hơn xíu nào. Đây nè. Mở xong Ngọc Bội và Nhật mà. Nói chung là mình quá. Mình muốn là hơn hơn nó được 2, 3 đó. 3, 3 cũng được đi. Đậu sao nên 3 nó giữa. Một cốc. Má quá nhỏ. Mà tính ra mở toàn minh không nha. Đậu xanh hay thì toàn minh không. Giờ lên rồi, đi ép cái áo cho em. 1, 2, 3, 4. Bênh hàng. Giờ đi kiếm anh phục hồi 20 đi Dục ơi. Nhật ơi. Em còn ít luôn. Cái áo, phục hồi mà dòng 2, hiện 2 á. Chung ra Ngọc Bội cũng được rồi. Donate gì đây? Donate trên thương ngồi kia. Ok, ok. À, ra Ngọc Bội mở hình xui mà đã biết được anh em. Cánh người bắn này đủ mà đâu để ra hình xui ở đâu nè. Đồ nét thì lợm. Lợm tiền. Đồ nét. Phải gửi giúp anh. Ok. Ok. À, rồi, chân Tâm Phong ơi. Đây em. Đi mua set. Dì à. Ừ. Tư Nhân Nam đây, Tư Nhân Nam đây. Anh Lý Tâm Phong đồ nét được một kim. Chân Tâm Phong. Tư Nhân Nam. Lấy tinh thần. Tính ra là cái Ngọc Bội đó là Nhật xây là tốn hết bao nhiêu rác em? Mấy món? Hai món hay không đúng không? Hai món rác đúng không? Ba món rác thì tương đương khoảng tầm 20 kim. 20 kim kèm với mua vài món rác ngon nữa thì cái Ngọc Bội mua em thiếu anh nhiều, em thiếu anh 5 kim với 2 rác đúng không? À, em thiếu anh nữa, không nhớ nữa, 5 kim hay 6 kim không nhớ nữa. 5 kim đúng hay 6 kim? À, mới mượn thêm lần sau, lần thứ 2, mượn lần thứ 2 nữa đấy. 6 kim. 6 kim đó, 6 kim với 1 rác đúng không? Đưa 5 kim là đủ. Rồi ok. Rồi coi như là donate là xong nha anh em. Nào còn thiếu anh món rác cứ cầm đó nha. Ok chưa? Ok chưa? Nhật. Ok. Ừ, thiếu anh món rác đấy. Giờ em nói thiệt là giờ anh cứ em cứ hỏi thằng bên kia không có, em xây mạnh mẹo luôn đi. Tại vì ông lúc nó cũng ra mà. Thằng Quý nó chờ đợi lâu quá anh khó chịu đúng không? Giờ em anh cũng có rác này mà giờ anh đưa rồi thì khổ. Tại vì anh có anh đang lịnh lên cái giày vụ ảo á. Mà anh đưa rồi thì khổ nữa, anh rồi đi tìm. Thì cứ đợi nó on hả anh? Ừ, đợi nó on rao, được. Dần. Giờ nè, trước mắt em đi tìm cho anh cái áo phục hồi dòng 2 ơi. Nếu em tìm được áo phục hồi dòng 2 thì anh em mình sẽ tiếp tục một có một rác tiếp theo, ok chưa? Rồi, em thay cảm ơn anh Lý Tầm Hoan nha, ok anh. Anh Lý Tầm Hoan. Rồi, Lý Tầm Hoan nó nét nhận một kim. Rồi, giờ là anh đi ép cho em cái này. Giờ đâu ra cái bộ định quốc đây. Ok anh em ơi, và Khải cảm ơn em rất nhiều nha. Nói chung thì vừa rồi thì có mở nhưng mà Ngọc Bội không được đẹp cho lắm anh em. Chắc là từ từ tính tiếp đi.
giờ Khả sẽ tiếp tục đi lên mảnh tiếp theo và anh em cùng xây chuyển cũng như là tìm đồ tiếp theo nha em ơi. Nói chung là vừa rồi xây ra thì khoảng ngọc bỏ thì khoảng tầm hơn gần 2 triệu thôi nè, gần 2 triệu. Hôm trước Nhật định mua một cái 4-5 triệu 3 cấp, nhưng mà giờ mở ra thôi, chắc chắn là đã xây lại tính tiếp, nếu không ổn xây tiếp vậy thôi. Rồi anh em xem video cho một like chia sẻ ủng hộ chơi nha em ơi.